Miến nướng, món ăn dân dã được nướng bằng than hoa thơm phức mùi mật ngọt, là một trong những món quà vặt rất đặc trưng nơi phố cổ khi tiết trời Hà Nội chớm thu. Cùng nhau nhâm nhi nem chua nướng, miến nướng bên những cốc nước ngô đã trở thành thói quen của nhiều người khi lựa chọn quà vặt trên phố cổ. Thực sự mà nói thì về buổi tối thì cái không khí nó sẽ êm đềm hơn một chút so với ban ngày. Mình rất ấn tượng về món mì nướng. Về hương vị nó thì cũng nó hơi ấm áp về cái đầu mùa đông một chút. Xếp hàng dài để chờ mua một cốc sữa chua thạch lá nếp như thế này có lẽ cũng chỉ thấy tại phố cổ Hà Nội. Vị sữa chua, sữa đặc và nước cốt dừa béo ngậy hòa quyện cùng những miếng thạch xanh mướt và hạt trân châu dẻo khiến nhiều bạn trẻ càng thêm mê mẩn quà vặt phố cổ. Đồ ăn ở phố cổ buổi tối Hà Nội này thì rất là nhiều món ăn đa dạng và phong phú và có rất nhiều sự lựa chọn cho giới trẻ của em. Thật không khó để nhận ra nhiều tên phố cổ giờ đã gắn liền với tên món ăn được bày bán tại đó. Chẳng hạn như phố Tố Tịch này giờ đã có thêm một cái tên mới là phố Sinh Tố Hoa Quả Dầm. Cái đặc trưng của phố cổ ấy là cứ một nhà bán được hàng thì các nhà khác cũng mở theo. Ở đây phố cổ này thì nó chật chội. Thế nhưng mà khách, cái nét văn hóa, người ta vẫn thích kiểu ngồi chật chội hoặc là phố cổ của vỉa hè. Thậm chí nhiều món ăn còn được gắn tên với dấu hiệu nhận diện của cửa hàng và chỉ bán duy nhất vào buổi tối, như món chân gà nướng này chẳng hạn. Phố này là không phải là phố bán hàng ăn ban ngày. Mà tối thì thật ra là món này là món nhậu, thanh niên buổi tối. Cái điểm mình ngồi bán này này, có một cái là rất là đặc biệt là có cái cây đa này nên là mình sẽ lấy biển là chân gà cây đa đặc trưng đấy thôi. Văn hóa kinh doanh buôn có bạn bán có phường tại khu phố cổ cũng khiến cho thực khách bối rối khi có quá nhiều sự lựa chọn, không biết hàng nào mở trước, hàng nào mở sau, hàng nào ngon hơn, và họ chỉ có cách duy nhất là trải nghiệm. Cách của mình là cách mình sẽ trải nghiệm, mình ăn thử từng quán trước, xong là xem khách nào quán nào hợp khẩu vị. Cái thứ hai là cái cách phục vụ của người ta tốt ấy, thì là sau mình sẽ đến. Ồn ào náo nhiệt, chỗ ngồi chật chội vì phải thưởng thức ngay trên vỉa hè. Đa số quả vặt cũng chỉ thường bán vào buổi tối. Ấy vậy mà không biết từ bao giờ, ẩm thực phố cổ vẫn luôn nổi tiếng gần xa và là sự lựa chọn hàng đầu của thực khách. Còn bạn, nếu có dịp, bạn có muốn nếm thử những món ăn vặt buổi tối rất đặc trưng của phố cổ Hà Nội để tìm câu trả lời cho riêng mình